Người yêu thương nhau lắm. Bạn gái chủ động nói thôi đêm nay là vô khách sạn mình nghỉ ngơi một chút được không? Thì lúc đó em giải quyết làm sao? Cái này khó quá anh Linh nha. Một là tới, hai là thôi. Vâng, thì em cũng vô khách sạn với bạn đấy. Mình nói chuyện xong rồi thôi hai phòng cũng về phòng cùng. Nhưng em sợ ma lắm. Sao em muốn ngủ chung ngày giờ làm sao? Thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Tên là Đức Quang, sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Nghề nghiệp em là kỹ thuật cơ khí. Dạ, năm nay em được 30 tuổi rưỡi anh ơi. Rồi, Đức Cáp Quang, ế không, Đức Quang, 30 tuổi rưỡi. Rồi, bạn gái giới thiệu rồi, đi. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Thùy Dung, em 27 tuổi, em đến từ Đồng Nai. Mình đang làm công việc gì? Dạ, em đang bán hàng online. Rồi, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em nấu ăn dở lắm, em nấu canh đại dương. Là em hay suy nghĩ linh tinh. Em đi đường em hay khùng khùng, em hát này hát nọ. Mấy đứa bạn em chở em mà nói kêu bị khùng hay sao em hát tiếp. Đâu đâu vậy em hát thử coi. À, hát sao mà hát lớn giống như đang hát ngoài đường nha. Anh ơi anh muốn đi ăn gì đây? Anh chả hay là bánh giò. Hôm nay em muốn đi ăn thật no, cho nên anh đừng tiết tiền. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi nhanh thôi em đói rồi. Ai 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 à, ai ai à, anh ơi đi nhanh thôi. Ôi trời ơi, hôm nay em ăn cho thật đã đời. Ăn bớt bớt lại, đừng có ăn đã đời. Bạn trai bên kia, ưu điểm khuyết điểm của bạn trai là gì? Dạ em là người rất là vui vẻ và hòa đồng anh. Ừ, tốt. Khuyết điểm của em là nhiều lúc em hơi ương, ương bướng, lì lợm. Em đã không thích làm gì mà mẹ em mà có làm cái gì thì em cũng cứ kệ, coi như là không nghe thấy gì. Trời ơi, vậy là hơi lì vậy đó, mẹ anh nói mà không nghe. Nhưng mà với mức độ nào thôi, lì quá cũng không được anh này. Nhiều khi mẹ nói không được chứ bạn gái nói là được liền. Có thể mẹ gì vậy? Em cũng lì chị. Lại nhiều lúc em tính em hơi trẻ trâu anh này. 31 rưỡi rồi mà còn trẻ trâu. 30 rưỡi thôi. Rồi bạn gái à, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em trải qua 2 mối tình, chia tay cách đây hơn 1 năm. Lý do tại sao chia tay? Mình quen được bao lâu rồi? Dạ quen được 3 năm, tại vì người ta có gia đình mà em không biết á. Cái gì? Có gia đình mà em không biết. Lúc mà quen nhau thì cũng gặp nhau ít lắm chị. Rồi khi mà muốn tiến tới á, có giấy xác nhận độc thân á thì bạn nó không có, và biết rồi thôi, không có quen nữa. Thiệt tình, thôi chuyện buồn bỏ qua. Bạn trai em có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì trẻ trâu thì em nhiều lắm chị ơi. Ba em bị mất, ba con gấu bông rồi chị ơi. Nghĩa là em không có mối tình chính thức nào hết. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một đối tượng như thế nào để hợp với mình? Cao một khoảng 1m55 đổ xuống được anh ơi. Tại vì em cao 1m67. Khi mà mình mà muốn hôn ấy mà người bạn gái mà lùn mà kiễng kiễng lên hôn, trời nó đã. Trời nó lãng mạn lắm anh ơi. Cái gì vậy? Cái gì đã? Ôm vai mình mà kiễng lên hôn mình, trời ơi. Thôi rồi luôn, tuyệt vời. Tưởng tượng ngon quá ha. Dạ. Ngon ghê. Vụ này cũng lạ nè. Bên kia cưỡng lên được không? Dạ em cao 1m58 anh ơi. 10 phân dưới đường tay. Được rồi. Không thôi anh bé em lên đi. À. Ôi vậy thì tuyệt quá em ơi. Lãng mạn quá. Em muốn tìm mẫu người như thế nào nữa? Đừng có vô tâm quá. Nếu mà quen nhau mà cảm thấy có những gì đó mình không hợp với nhau thì mình sửa đổi cho nhau thôi. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Anh ấy lười này, rồi hay chọc ghẹo những người khác đó, em không thích. Thấy gái xinh cái là ghẹo ghẹo. Trong mắt chỉ có mình em thôi là chỉ mê mình em thôi. Không có đúng không? Dạ, em nhát gái lắm anh ơi. Em cứ nhìn cái người mình thích em không biết nói gì. Để chị qua chị coi bên này. Dạ em chào chị. À chào em. Trời tóc màu đen quá ha. Không, em này em đang giận em cắt tóc quá trời luôn đấy. Sao vậy? Tự nhiên cắt cho em ngay cái đầu trẻ trâu quá. Em nói em thích trẻ trâu mà. Tính em hơi trẻ trâu chứ em không thích trẻ trâu. Nhưng mà hôm nay em cứ ngồi xong và cắt cho cháu đẹp đẹp tí. Cắt hồi ra cái đầu. Người ta thích trẻ trâu mà cái ông hớt tóc hớt cái đầu trâu. Đúng hết đầu trâu luôn. Em giận ông quá trời. Mấy luôn. Em đang bắt đèn ông ấy. Hôm nay lạ em lại được đi chương trình nữa. Cái đầu có mấy cộng trâu, nó có mấy cộng đầu nữa. Mình đã chuẩn bị cái gì cho đám cưới chưa em? Thì tùy bạn nữa, em cho bạn đưa sắp xếp hết à, chị ạ. À, quan trọng là khả năng của mình như đến đâu rồi mình về mình hai đứa cùng cố gắng à, chị ạ. À. Rồi mình lấy nhau về mình ở đâu? Ở nhà em chị. Là làm dâu đúng không? Dạ, ở ra riêng cũng được chị. Vợ em là nhất, vợ là số 1. Về kinh tế trong gia đình ai giữ? Dạ, ai vợ giữ chị ạ. À. Em không giữ được tiền. Ủa mà có men không vậy? Có. Sao ngồi xuống đây cứ eo vậy? Em run quá. Có, nãy ta còn em tham dự chương trình này á, em tham dự chương trình này là đám bạn thân nhà em không cho một đứa nào biết hết. Sao vậy? Bình thường em hay chôn tụi nó là treo tụi nó là không có yêu này nọ, bây giờ tự nhiên mình chỉ nó mà biết cho nó chôn một chút luôn.
Rồi được rồi, để tôi thông báo cho các bạn của bạn coi tivi. Rồi để anh Quang coi. Một coi chàng gái trai có một cái đầu rất lạ và hơi nhút nhát. Gái, em có thích một sự lãng mạn, một sự gọi là nhí nhố trong tình yêu không? Tức là gọi là vui đó. Dạ thích. Nhiều khi cứ khuôn mẫu hay là xếm xố em cũng không thích. Đúng, anh này là có điều đó đó. Đôi khi nó giỡn tí, nó nhí nhố chứ tí mà nó vui. Hiền quá cũng được. Đúng rồi. Nói chuyện bự bự lên nó vui. Bự bự. Bự bự gọi là nhí nhố trẻ trâu á mà. Dạ. Nhưng mà anh nói rằng hai vợ chồng cùng, nếu mà thương nhau thì hai người cùng gọi là làm ăn kinh tế đó, thì em đồng ý chuyện đó không? Dạ được, bây giờ thì phải vợ chồng phải cùng làm với nhau chứ không lẽ vợ chồng đi làm vợ ở nhà không? Em muốn làm gì để phát triển kinh tế? Sau này em muốn kinh doanh buôn bán đồ ăn đồ uống gì ở nhà. Tức là em tự nấu luôn hả? Dạ. Rồi vậy tốt rồi. Được. Sao? Có thể mở một cái tiệm nữa cho vợ buôn bán được không? Dạ được anh này, cố gắng là được hết anh này. Có sự cố gắng là được rồi. Dạ. Bây giờ mình gặp người thân cái, em đi với ai? Dạ em đi với mấy đứa em, anh hai và bé song sinh với em. À rồi chào em gái. Dạ chào anh Quỳnh Linh ạ, à. Chào chị Cát Tường. Rồi, ủa em là em hay là chị? Dạ em ra trước, em làm chị. À. Dạ thì ở nhà thì Quang hiền, ít nói, bé dễ thương và có cái nữa là thích âm nhạc đúng không em? Là Quang một tay trống đó. Chơi trống rất kỳ khôi và giữ nhịp rất tốt vô cùng. Em rất là thích khi mà nhìn Quang ngồi trên đàn trống. Đánh trống giỏi ha. Nãy giờ sống khoe hát được rồi. Rồi bạn gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với chị em, với em gái, với bạn thân của em. Chị ruột hả? Dạ. Rồi. Dạ xin chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em thấy là nhìn cũng được, nhưng mà hai đứa thì lại có cái tính lì á, thì hy vọng là bạn trai sẽ nhường bạn gái xíu. Dạ em nhịn, em không cãi bạn gái bao giờ chị ơi. Em nhịn hết, có gì hai đứa về tối một phòng tâm sự với nhau nhẹ nhẹ thôi, chứ trước mặt mọi người mà mình cãi nhau nó không hay. Rồi cũng thấy hai bạn có một điểm chung đó là rất là thích âm nhạc, cho nên là vai chị thì cũng ủng hộ hai em. Cảm ơn hai chị ha. Kéo màn. Anh Linh ơi, run lắm, xinh quá anh Linh ơi. Dạ. Thôi ơi. Dạ anh con. Gì bụm bụm hoài vậy, ngồi xuống đi. Em run quá chị ơi. Thấy sao? À, lần đầu tiên gặp nhau đấy. Em có nhận xét gì về anh không? Thì anh nhìn ngoài cũng được, như tóc cũng hơi ít. Không, không, không phải hơi ít mà do ông cắt tóc, ông cắt hết tóc của anh chứ không phải tóc của anh hết. Ủa vậy hả? Dạ, chứ này tóc anh cũng nhiều. Em hỏi anh được không? Dạ được. Anh đang có mối quan hệ tình cảm nào khác không? Bây giờ là anh vẫn đang ế độc thân. Anh ở Đồng Nai mà anh ở... Anh ở Biên Hòa. Em ở Long Thành. Long Thành cũng gần mà, em ở Long Thành ở chỗ nào? Ngay chỗ Vincom, ngay thị trấn anh. À, chỗ đấy anh biết. Hôm nay anh có thấy đạo không? Có. Em cũng có đạo. Rồi, tốt rồi, cái này là tốt nhất nè. Ví dụ như yêu xa như vậy rồi anh sẽ làm sao để em tin tưởng anh? Ồ, anh nghĩ đâu có xa đâu em. Cũng xa anh. Từ chỗ anh lên chỗ em có mười mấy cây rồi. Không xa như vậy thì một tuần anh gặp em được mấy lần? 7 lần. Có rồi nói nha. Có. 7 ngày. Thấy không? Trừ khi anh công việc anh bị tăng ca gì anh không đi được thì anh không lên. Trừ bớt đi số ngày chứ không mà anh giản là cứ 7 ngày. Nhớ nha. Ủa mà anh ngày năm gặp em rồi, thời gian đâu rồi, anh đi chơi bạn bè anh nữa. Anh đến tuổi này bạn bè anh giờ thì nó cũng an cư lạc nghiệp hết rồi em ơi. Thì chỉ thỉnh thoảng thôi thì anh dẫn em đi cùng. Được nha, anh có nhậu không? Anh uống được có 2 lon em ơi. Anh uống lên lon thứ 2 là bắt đầu là quên cả lối về. Lon thứ 3 cái là không cảm xúc. Lần thứ 4 là bay luôn. Cảm nhận của em người đối diện thế nào? Bây giờ trong lòng em thấy thế nào nào? Nhìn em thì đúng người, mẫu người lý tưởng của anh luôn. Anh hơi nhét nên em có... Anh nhét là nhét sao? Nhiều lúc... Không dám nắm tay hay là... Vâng, đúng rồi, không dám nắm tay em gái. Chứ tại vì có cái chỗ dưới chỗ em ấy, cũng có một cặp kia mà... bạn nam ấy thì bạn nam với bạn nữ thì kiểu như là ăn cơm trước kẻ rồi có thai với nhau, thì người nhà bạn nam mới hỏi bạn nam là mày làm gì mày để nó vậy, bạn nam kia bạn nói là con có làm gì đâu mới có nắm tay. Thế bây giờ từ đấy đi năm cái truyền thuyết mà nắm tay mà có thai, đâm dâm sợ không dám nắm tay gì. Trời đất ơi.
Nói thiệt nói chơi vậy? Thật anh Linh, có thật. Hồi nãy anh cũng đặt vấn đề một cái câu hỏi nè. Thí dụ có một bạn gái, hai người yêu thương nhau lắm. Bạn gái chủ động nói thôi đêm nay vô khách sạn mình nghỉ ngơi một chút được không? Thì lúc đó em giải quyết làm sao? Cái này khó quá anh Linh nha. Một là tới, hai là thôi. Vâng, thì em cũng vô khách sạn với bạn đấy. Mình nói chuyện xong rồi thuê hai phòng, mỗi người phòng cũng. Nhưng mà em sợ ma lắm. Sao em muốn ngủ chung rồi giờ làm sao? Thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Lạnh lắm. Anh sẽ là người ngồi cạnh em thức suốt đêm để xem em ngủ. Không, xạo làm thức suốt đêm được. Thật, anh nói thật. Lỡ em sợ ma quá, em muốn ôm anh rồi làm sao? Khó quá em ơi. Anh không thích hả? Có, thích nhưng mà có nhưng mà khó quá. Sao khó? Nó nhiều lúc xảy ra những chuyện không hay làm gì. Sao không hay thì do anh kiềm chế thôi chứ. Khó. Làm gì ngủ ẻo 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 hoài vậy, tôi mệt ghê luôn á. Khó quá chị ơi. Đâu biết sao ta. Rồi, giờ lại sao lại ta? Mà cho nó ẩm cái coi, mệt quá, đứng lên. Ẩm thử coi, hồi nãy đòi ẩm, muốn ẩm gì đó, ẩm lên nổi đâu. Gì đó. Ẩm đi. Thử đi. Ẩm nổi thì gã, không nổi nghỉ về. Rồi, được rồi. Trời đất ơi. Thôi, chỗ này bạn trai. Đây là một cô gái khá thông minh đấy. Dạ. Cô ấy rất là bản lĩnh đó. Thôi, để tay vào nút bấm. Cơ bóp, quẹo miếng ngón tay hết rồi. Trước khi em bấm nút, em nói gì bạn gái một câu nào thật tình cảm nào? Thì nãy giờ trên mình gặp nhau trên đây thì chắc cũng chưa có hiểu hết về nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội tìm hiểu về em này. Để em có thể hiểu rõ được con người của anh. Em hy vọng anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của đời em. Một, hai, ba, hết thời gian. Nắm tay cô ấy liền, nắm liền, nắm tay cô gái. Có những cái lúc mình phải mạnh mẽ lên em ha. Mình là đàn ông mà. Nào hôn cô gái đi. Tôi ngại lắm. Đừng có nói là tôi. Đây nè, em coi cô gái nè. Em gái hùng ảnh cho anh. Thấy chưa? Tuyệt vời. Anh thích với cô gái như thế. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn. Đây là bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azek của Hàn Quốc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux. Gửi tặng cho hai bạn sản phẩm Hura Deli được làm từ sữa thật, trứng tươi, sản phẩm của công ty BBK. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều đã tạo điều kiện cho em có được người yêu lý tưởng. Nhớ giữ lấy cô ấy nha. Dạ. Nắm tay thật chặt, đừng buông nha em trai. Dạ, em đâu buông, nói rồi em đâu buông. Đừng buông nha. Em cầm dược vào và em đâu buông. Đúng rồi. Rồi. Được quá, một tuần 7 ngày nha. Ừ. Tươi. Không mà tôi chưa thấy cái anh nào mà nắm chặt cái tay cô gái vậy, nắm mà quẹo tay người ta luôn kìa. À, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào toàn thể mọi người. Em tên là Đỗ Phương Duyên, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. À, năm nay em 32 tuổi. Em tuổi con cọp. Dạ, em làm nhân sự. Em là dành cả tuổi thanh xuân để tính lương cho đồng nghiệp đó chị. Trời ơi, hay quá. Làm nhân sự là khó tính lắm đó nha. Sao anh biết hay vậy? Trời ơi, làm nhân sự là một trong những khâu rất là khó. Mà dưới là mọi người rất là sợ. Chàng trai bên đây, mình giới thiệu về mình đi. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Và chào quý vị khán giả có trong phim trường. À, tôi tên là Lê Duy Linh, năm nay tôi 38 tuổi. Tôi sinh ra ở Sài Gòn. Tôi đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang là kỹ thuật cho công ty cung cấp thiết bị cho rạp chiếu phim á. Kỹ thuật á hả? Dạ. Về âm thanh ánh sáng hả? Không, về âm thanh. Kỹ sư âm thanh á. Kỹ sư âm thanh, dạ. Rồi. Một bên là nhân sự, một bên là kỹ sư âm thanh. Bên kia 32, bên đây 38. Ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là sự nhiệt tình. Em cũng vui vẻ, tính em cũng năng động. Nhiều khi nó cũng tăng động. Tăng động luôn. Khuyết điểm của em là cũng hơi nóng tính chút xíu. Cái gì mà không giữ ý em là em hơi khó chịu, mà em nhăn khó chịu. Không, đừng nhăn. Dạ, để không cười. Nhăn là đã thấy khó chịu rồi, nhăn chi nữa. Dạ. Sở trường sở đoản của mình là gì? Em thích đi du lịch. Mình còn cái gì nữa? Dạ, em cũng thích ca hát. Ca hát. Chị có dám nghe không? Dám chứ. Sở trường hay là sở đoản?
Em hát thử nha. Hát thử là biết liền nó sợ gì ha. Rồi xin mời. Dù đã biết yêu người luôn trái ngang, nhưng em vẫn yêu, vẫn yêu người thật lòng, dù cho nhiều đớn đau. Tình vẫn đã sâu tận trong trái tim, sâu trong đáy lòng, sẽ cho anh rất nhiều, dù cho ai kia luôn hững hờ. Xin cho anh trái tim em yêu dại khờ, xin cho ai nói cô đơn luôn khuất sâu trong lòng. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi. Dù cho mai sau người không yêu em, thì lòng em vẫn thế. Vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời. Một lòng yêu anh, yêu bản con tim em mãi muôn đời. Hay quá, giọng quá trầm quá vang luôn ha. Vậy là sở trường là ca hát rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai bên kia cảm nhận như thế nào về giọng hát của bạn nữ? Giọng hát hay chị. Em hát được không? Dạ em hát được. Em hát câu đi. Ô hay mất tình lại buồn hay sao, khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho nét môi son phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, và dù năm tháng phôi phai. Rồi, em có những cái ưu điểm gì? Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, biết quan tâm, chia sẻ. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm em là hơi ít nói. Ít nói? Không sao, ít nói cũng là một ưu điểm đó em. Rồi còn có tật xấu gì không? Dạ, không có tật xấu. Không có. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao năm? Mối tình dài nhất là được 3 năm. Tại sao chia tay? Tại vì lúc đó em lo sự nghiệp của em á, cho nên người ấy không có đợi em được á. À. Nên là cô ấy đi lấy chồng á. Bây giờ công việc ổn định chưa em? À, công việc thì giờ cũng ổn rồi chị. À, nếu bây giờ được thì bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Nếu mà được thì 6 tháng đến 1 năm là... Tình trường mình sao cưng? Dạ, mối tình chính thức của em là được 5 năm. Rồi lý do sao chia tay? Dạ, tụi em cũng gần đến lúc là cưới nhau rồi thì hai gia đình có nhiều trục trặc á xảy ra, nên sau đó 2 năm thì tụi em chia tay. Rồi gần đây có mối tình nào nữa không? Dạ, nhỏ lẻ em chưa có chính thức. Có nhỏ lẻ nữa hả? Chưa tính hả? Vậy là mình ở không bao lâu rồi? Dạ, ở không khoảng 3 năm rồi. Lý do tại sao 3 năm không có ai? Dạ, chắc tại đi du lịch nhiều quá thì... À, em hay đi du lịch lắm hả? Dạ, đúng rồi. Nhiều khi... công việc sao? Cuối tháng chuyển lương rồi đầu tháng đi du lịch cho xả stress đó chị. Sung sướng quá ha. Rồi vậy bây giờ muốn tìm một mẫu người như thế nào? Trưởng thành. Em thì thích nấu ăn, thế nên em mà em không thích dọn dẹp, thế nên là cần một người biết rửa chén là được rồi chị. Chứ đó giờ ăn xong đập chén luôn hả? Rửa chén thôi anh trai. Biết rửa chén. Biết rửa chén, biết dọn dẹp nhà cửa. Vậy được. Cao chắc khoảng từ gần 1m7. Tại em cũng cao 1m62 rồi. Em cao, em mang giày cao gót nữa chắc lên được 1m7 luôn. Cao nhiêu? Dạ em cao 1m68 chị. Được rồi. Dạ được rồi chị. Rồi. Rồi bây giờ em tưởng tượng bạn trai bên kia sao, em đoán luôn đi. Hai bên cứ trao đổi với nhau trực tiếp luôn đi cho nó thoải mái. Em cũng mong muốn có một chàng trai là có trách nhiệm rửa chén cho em nha anh. Rồi, anh sẽ rửa chén cho em. Thôi rồi. Chưa thấy mặt mà đòi rửa chén cho người ta luôn. Thích cái gì, không thích cái gì nói luôn với ảnh đi coi sao. Mình không thích cái gì ở người đàn ông. Anh thích người phụ nữ như thế nào trước đi em? Biết quan tâm, chia sẻ, biết tôn trọng nhường trên rồi, và biết cách cư xử là được rồi. Dạ. Đặc biệt là phải chung thủy. Dạ em rất là chung tình anh. Em dạ, một mối tình là từ đó là giờ 5 năm tới giờ luôn anh. À vậy hả? Được chưa? Dạ được. Dạ. Vậy thôi hả, đơn giản vậy thôi hả. Cao thấp bập ốm gì cũng được hết. Quá dễ. Rửa chén được đúng không? Dạ rửa chén được. Giặt quần giặt áo được đúng không? Dạ được. Quét nhà cửa được đúng không? Dạ được. Giữ em bé được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Được luôn hết không? Em rất là mong muốn. Đúng là đàn ông của gia đình. Bên đây ngon rồi đó. Tìm một người bạn gái là có yêu cầu gì không? Biết tôn trọng mình là được rồi chị. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Thì đừng có khó chịu quá, nóng tính quá cũng không được. Trong profile chương trình em ghi là em định không có lấy vợ đúng không? Dạ thì nhiều khi em cũng nghĩ là do phụ nữ nhiều khi nóng tính quá, mình cũng ngại á. Rồi phụ nữ nào nóng tính lâu lâu mới có người thôi chứ em. Sợ cái không muốn lấy vợ luôn. Sợ phụ nữ hả?
Không phải sợ phụ nữ mà sợ cái tính cách, cái tính sợ nóng tính rồi sợ gì nữa? Sợ mà hay càm ràm, nóng tính hay càm ràm à. Dạ. Rồi có sợ phụ nữ gì nữa không? Dạ không. Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Dạ, bây giờ có thể lấy vợ được rồi. Bây giờ gia đình em phản đối thì em tính sao? Chắc không có phản đối đâu chị, tại em cũng lớn rồi. Nên là em có thể quyết được cái vấn đề đó. Ngộ quá ta, tự nhiên sao mà có ý nghĩ sợ phụ nữ đâu có ai mà hung dữ gì đâu. Nha, yên tâm không có sao hết trơn á. Trời đất ơi. Lúc em chia tay em cũng định hỏng lấy chồng luôn á chị. Trời ơi, nhưng mà hai người này xứng luôn. Mắc nhưng mà lúc gì? Mà chương trình gọi điện cho em là gực dậy cái niềm đam mê của em rồi chị. Đam mê lấy chồng hả? Mê trai. À, mê trai. Bây giờ em cảm nhận cô ấy có càm ràm không? Em chưa thấy càm ràm. Có nóng tính không? Dạ, em chưa thấy. Có đó. Có. Nãy cô nói hơi nóng tính đó. Nóng tính. Cuối tháng em có nóng tính không? Cuối tháng mới nóng tính đúng không? Cuối tháng mới nóng tính. Ta gọi là tới tháng nóng tới tính tháng đó nóng tính. Dạ không. Cuối tháng là tính lương em mới nóng tính anh. Bình thường là đầu tháng giữa tháng không sao. Thì tới tháng đó. Tới tháng là nóng tính là bởi ai cũng đòi lương đó. Nói gì mà mấy người cười um vậy? Mới tới tháng mà. Ảnh mà càm ràm với lại là nóng tính là anh rút lui luôn á. Em không có càm ràm đâu anh. Khó chịu không? Em có khó chịu tí thôi. Nhân sự khó chịu lắm. Lên hỏi gì cũng cự chứ. Nhưng mà em nghĩ là em mới có thể làm cho ảnh vực dậy lương được giống em anh. Ồ vậy hả? Dạ. Em không, có thể quản lý anh được đúng không? Dạ đúng rồi. Anh này anh hiền lắm. Nhưng mà đừng có gọi là gì ăn hiếp đàn trai quá nha. Em con cọp chứ em không có giữ đâu anh. Trời ơi. Nhìn cọp. Em hiền không? Quá hiền. Bên đây em tuổi gì ta? 38 tuổi gì ta? Tuổi thân anh. Tuổi khỉ. Tuổi khỉ hả? Cọp với khỉ hả? Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Dạ em sợ đàn ông mê tín lắm anh. Mê tín, sợ mê tín hả? Dạ giống như tuổi thân với dần á. Dần em... thân tị hợi là tứ hình xung đó. Em có mê tín không? Dạ em không có mê tín. Thí dụ giờ hai cái tuổi mà không hợp với nhau á, em có chịu lấy nhau không? Thì giờ cuộc sống mình bây giờ hiện đại rồi, cái tuổi tác tôi có quan trọng vấn đề với tính cách con người thôi anh. À. Không có mê tín. Anh này anh hiền lắm, khoảng bao lâu cưới được? Em nếu được thì đẻ luôn à, không sao hết. Trời ơi, chưa cưới đẻ luôn ghê vậy. Chứ là cưới xong đẻ đó chị. Không. Đẻ luôn được không? Được anh. Được không? Được. Em thích con trai hay con gái? Đừng BD là được rồi. Hả? Trời ơi trời, cái vụ này khó nói lắm. Sao cũng được, đừng BD. Dạ, nữa. Miễn anh đàn ông là được rồi. Đó, cái đó mới mệt đó, cái đó mới mệt á. Đàn ông 100%. Chắc không? Được không? Được. Anh là đàn ông em ơi. Ừ. Rồi, ngon lành ha. Anh là đàn ông rồi. Khẳng định luôn rồi. Bây giờ mình có đi với người nhà, có người thân, có ai hỗ trợ mình không? Dạ, em có bạn bè với đồng nghiệp em đang ở dưới ạ. Rồi, cho chị gặp bên đại diện bên nhà gái. Dạ, em chào chương trình ạ, em chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường ạ. Theo em nhận xét thì em thấy anh này cũng hiền lành và thật thà, dễ thương. Cho nên là nghĩ là anh chị cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Được không? Dạ, được ạ. Anh đàn ông không? Dạ, đàn ông. Đàn ông. Em thấy được hả? Em trai đi với ai? Em đi với mẹ của em. Có bác hả? Dạ, chào bác. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chú Quyền Linh. Dạ, chào bác. Bác là mẹ của Duy Linh. Duy Linh cũng hiền lành, cũng đi làm về tối, cũng phụ mẹ, lo công việc nhà. Thấy con dâu tương lai thế nào bác? Dạ, dâu thì bác thấy là cháu cũng vui vẻ, hiền lành, đẹp. Bác chịu bác không? Bác thích, dạ. Dạ, chịu. Bác cũng mong cho hai đứa tìm hiểu với nhau, đi tới hôn nhân. Cảm ơn bác nha. Dạ, cảm ơn bác. Hai bên cũng đã khảo sát rồi, bây giờ vấn đề còn lại là hai đứa nha. Mở cửa trái tim. Quà gửi cho em. Dạ, cảm ơn anh, dạ. Em tặng anh. Dạ, cảm ơn em. Em có cảm nhận gì về anh? Đem mất kiến mua cái đó. Kiểm tra nhân sự á. Kiểm tra anh có phải đàn ông không? Cái đó kiểm tra sau, anh thấy em thế nào? Thì nhìn em cũng dễ thương. Những thời gian mà rảnh rỗi á, anh thường làm gì? Rảnh rỗi thì nếu mà ở nhà anh dọn dẹp nhà cửa. Anh có rửa chén không? Có rửa chén. Cô này cô cứ lo chuyện rửa chén không à. Công việc của anh có hay thường đi công tác không? Công việc thì cũng hay đi công tác. Anh có thường kết hợp việc công tác với việc du lịch? Cũng có em, cũng có, ví dụ như mình đi công tác mà có thời gian á thì mình ở lại chơi một hai ngày. Anh ở lại anh nhớ rủ em đi chơi theo ha. Ok.
sẽ mua vé cho em ra đi chung nha. Em đang suy nghĩ tới có con thì em sẽ dạy con bằng tiếng Anh, tự em dạy luôn, không biết anh có thích vậy không? Rất là tốt, mình hướng cho con đi theo tiếng Anh thì càng tốt. Vậy hai người nói chuyện tiếng Anh khúc nghe coi coi. Bắt đầu. How you think about the future? Have a baby? You like a girl, a boy? You mean the children, our children? How many children do you want to have? I want to have two children. One two. Boy, one girl, right? Mệt của nó tiếng Việt thì dễ hiểu đi. Lấy nhau về kinh tế trong gia đình ai quản lý? Em nghĩ là không cần phải là một người nào đó phải giữ một cái số tiền của hai người. Tuy nhiên là hả, biết chăm lo cho gia đình. Anh cũng nghĩ vậy. Dạ. Yeah. Tâm đầu ý hợp quá ha. Nếu mà quen thì cuối năm em lấy được không? Cuối năm mình kết hôn được không? Em cũng muốn lập gia đình rồi. Thế nên là cuối năm được, không sao hết ạ. Vậy là tốt rồi. Anh nghĩ mình đến đây cũng là cái duyên của mình rồi. Em tin duyên nữa. Quá tốt rồi. Nếu mà cái duyên đó mà mình phát huy được thì thành cái nợ để mình... Lâu đài tình ái bắt đầu. Anh ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù nghìn năm qua còn vẫn vươn đôi phồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ái, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hay. Đẹp đôi, đẹp trai, xinh gái, các bạn đủ cảm nhận để chúng ta có nên bấm nút hay không? Và nên nhớ, bấm nút, chúng ta cần có trách nhiệm với việc bấm nút của mình nha. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Nào, hai người nắm tay nhau đi, nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu nha. Để em hôn anh. Tuyệt rất vời. Ấn tượng. Và đây chúng tôi xin gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim cùng đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Tặng các bạn một bộ sản phẩm gốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối. Phần quà dành cho hai bạn là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá là 6.990.000 đồng đến từ thương hiệu Akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong căn nhà của hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Mỗi bạn sẽ nhận được một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio ở tất cả các hệ thống trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ được nhận một máy lọc nước Yakio trị giá 8.690.000 đồng. Máy lọc nước Yakio sản xuất 100% tại Hàn Quốc, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Yakio Việt Nam. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Đây là những món quà tình yêu đầu tiên, những món quà hai bạn dành cho nhau. Đây, cái con chó mà bạn gái tặng cho bạn. Là mỗi khi mình nhìn đến con chó nhớ đến em. Rồi, được rồi. Mới quen thằng con chó rồi. Hy vọng hai bạn sẽ sớm tìm được cái nói chung và báo tin vui cho chúng tôi.